Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam sẽ cô đơn nếu bị Trung Quốc ước hiếp Ngày 5 tháng 8 vừa qua, tàu hải cảnh Trung Quốc đã phun vòi rồng vào các tàu Philippines chở hàng tiếp tế cho toán thủy quân lục chiến, đồn trú ở chiếc tàu mắc cạn trên bãi cỏ mây Hình ảnh tàu cảnh sát biển Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc bám theo trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines lên án mạnh mẽ các hoạt động nguy hiểm của lực lượng hải cảnh Trung Quốc và nhận được sự ủng hộ từ Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Đức và Canada. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định nước này sẽ sát cánh cùng đồng minh Philippines và khẳng định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các tàu công vụ, máy bay và lực lượng vũ trang của Philippines sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung theo Điều 4 Hiệp ước Phòng thủ chung của Mỹ và Philippines năm 1951. Vụ việc vừa xảy ra tại bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu tiếp tế Philippines làm giấy lên câu hỏi Việt Nam sẽ đứng một mình nếu bị Trung Quốc ức hiếp. AFA dẫn lời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC của Singapore rằng nếu xảy ra với Việt Nam thì Mỹ có thể sẽ lên tiếng. Nhưng Việt Nam và Mỹ chưa phải là đồng minh nên phản ứng của Mỹ chỉ ở trong giới hạn nào đó hết mức của pháp lý quốc tế cho phép mà thôi. Nếu Việt Nam có quan hệ đồng minh với một nước nào đó thì chắc chắn lúc đó họ mới giúp Việt Nam bằng cách can thiệp trực tiếp bằng quân sự. Hiện nay Việt Nam không có quan hệ đồng minh với ai cả. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nêu quan điểm của ông với AFA rằng Việt Nam nhiều lần tố cáo Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông thì Mỹ và các nước phương Tây đều kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế nhưng không ai lên tiếng bảo vệ hay ủng hộ chủ quyền của Việt Nam. Họ quan niệm rằng vấn đề chủ quyền của Việt Nam với Trung Quốc hay với các nước khác cần đem ra tòa án quốc tế để giải quyết bãi cỏ mây cách đảo Palawan của Philippines 105 hải lý nằm ở quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đòi chủ quyền toàn bộ. Philippines tuyên bố bãi cỏ mây nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trái phép hầu hết Biển Đông thông qua yêu sách đường chính đoạn và nói bãi cỏ mây là một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Hình ảnh tàu hải cảnh Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu tiếp tế của Philippines ở khu vực Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 5 tháng 8 năm 2023. Trong năm 2020, ngoài một vài quốc gia ASEAN gửi công hàm lên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phản đối chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, một số các quốc gia phương Tây cũng có những động thái tương tự. Về việc nâng cấp mối quan hệ với Hoa Kỳ hôm 29 tháng 7 năm 2023, Reuters đã dẫn nguyên văn lời Tổng thống Biden rằng: "Tôi nhận được cuộc gọi từ người đứng đầu Việt Nam, hết sức mong muốn gặp tôi khi tôi đến dự hội nghị thượng đỉnh G20. Vị này muốn nâng quan hệ với chúng tôi lên một đối tác quan trọng cùng với Nga và Trung Quốc. Mới đây, hôm 9 tháng 8 năm 2023, tại một buổi gây quỹ cho Đảng dân chủ ở tiểu bang New Mexico, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông sẽ sớm thăm Việt Nam." vì Việt Nam muốn nâng tầm quan hệ và trở thành một đối tác lớn với Hoa Kỳ. Nhận định về việc này, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kiều Phúc nói với IFA: "Đây là một cơ hội thuận tiện bây giờ hoặc không bao giờ. Việt Nam phải nâng cấp quan hệ với Mỹ để tìm chỗ đứng bảo vệ an ninh cho mình. Tôi thấy rằng không phải nhà nước Việt Nam chủ trương theo Mỹ, dựa vào Mỹ hay liên kết với Mỹ để chống lại Trung Quốc hay chống lại bất cứ nước nào trên thế giới." mà Việt Nam đang thấy quyền lợi song trùng giữa Mỹ và Việt Nam. Hồi tháng 4 năm 2023 tại một cuộc gặp ở Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ để cùng các đối tác của Hoa Kỳ ở châu Á đoàn kết chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán ở Biển Đông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Việt Nam sẽ cô đơn nếu bị Trung Quốc ước hiếp. Liệu Tô Lâm có dám sang Đức bắt cóc lần hai? Ngày 9 tháng 8, một trang báo quốc tế tiếng Việt có bài bình luận về việc Bộ Công an Việt Nam dụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về đầu thú. Bài báo sử dụng từ hư chiêu và thực chiêu của cửu âm chân kinh trong các tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Kim Dung để đặt câu hỏi dụ bà Nhàn về Hà Nội là thực chiêu hay hư chiêu? hình ảnh bài trên AFA tiếng Việt. Bài báo nhắc đến hai hư chiêu mà phe tổng tô đã dùng, đó là đánh cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành và dàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai bắt cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty AIC Nguyễn Anh Dũng, anh trai bà nhà. Tuy nhiên, hai chiêu này không mang lại kết quả như mong muốn. Hư chiêu thứ ba, đánh tiếng gọi bà Nhàn về Hà Nội đầu thú Bài báo đánh giá đây là hư chiêu thứ ba của ông Trọng hay là thực chiêu của thế lực muốn dùng hòa lợi ích giữa các nhóm. Chúng ta chưa thể kiểm chứng ngay được, nhưng cùng với củ cà rốt vừa nhữ mồi, người của Tô Lâm dường như còn tung thêm cả cái gậy, tức là đe dọa có thể diễn lại điệp vụ 007 như hồi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cách đây 6 năm. Bài báo cho rằng nếu mà đàm xuất hiện trong nước vào thời điểm hiện nay kể dụ về sau khi khai thác xong sẽ triệt đường dây của bà nhàn đã đặng mà còn đám bảo kê cũng lo phe mình bại lộ nên trước sau gì cũng sẽ hạ thủ người đẹp dù có thương xót trên mức tình cảm còn tô lâm liệu có dám tất tay phái quân sang đức lần nữa để bắt cóc bà có điều chắc chắn đảm thảo khấu dưới tay tô đại tướng đã được thông báo cả tuần nay trên toàn nước đức và châu Âu đã báo động đỏ, đề nghị ngành tiếp đám mật vụ từ Bắc Bộ phủ sang và cả đám nằm vùng trong các cơ quan đại diện ngoại giao của Hà Nội khắp nơi bên trời Tây này. Hình ảnh truyền thông nhà nước tung hư chiều thứ hai. Bài báo nhận xét, sau hai hư chiều ở Đồng Nai và Quảng Ninh, Tô Lâm vẫn chưa đánh án lên được tận chân ghế của tứ trụ mà vẫn lây hoay ngoài rìa Quảng Ninh. Việc đưa tướng thiện chiến Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh có vẻ như ưu ái ông này và lời tuyên chiến của ông nơi tôi lựa mấy người nào quen lớn tôi bắt trước có vẻ như đã nhắm vào bà nhàn nhưng ai động đến đam nhàn là đụng ngay đến phạm minh chính vì bị xem là vuốt râu hùm có khả năng sẽ nhận lãnh hậu quả xấu nhiều hơn là kết quả tốt bài báo nhắc đến những thông tin từ tờ taz giải thích chuyện bà nhàn và aac group vốn được trao đủ thứ danh hiệu nhưng đột nhiên bị xem là tội phạm bị tấn công bởi vì bà nhàn là tình nhân của đương kim thủ tướng mục tiêu chính của cuộc săn đuổi phù thủy triệt hạ aic chính là để loại bỏ tướng chính một trong những vận động viên đang tham gia cuộc thi marathon thay thế ông trọng làm tổng bí thư đảng cộng sản việt nam hình ảnh truyền thông slovakia đưa tin về bà nhàn và cuộc đấu đá nội bộ của đảng cộng sản việt nam bài báo cũng đề cập đến thông tin từ taz rằng phía liên bang đức đã thẳng thừng từ chối đề nghị hợp tác dẫn độ của việt nam chính quyền mỹ cũng không mặn mà đáp ứng đề nghị của việt nam về bắt giữ cộng sự của bà nhàn chỉ có các tiểu vương quốc ả rập thống nhất giải giao ông đỗ văn sơn kế toán trưởng aic đang ẩn náu tại uae cho chính quyền việt nam còn đội quân bắt cóc đang ém tại nhiều nước thì từ hồi đức và tiệp xử mấy mật vụ của tô lâm ở prague và berlin hiện đang án bình bất động chờ lệnh. Bài báo cho biết bản tin trong chương trình thời sự buổi tối năm tháng 8 của Đài Phát Thanh và truyền hình nhà nước Slovakia RTVS đã công khai về việc bà Nhàn đang ở Đức và tin tức về cuộc chiếm quyền lực trong nội bộ cấp cao đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, cuộc đấu trí giữa ông Trọng với ông Chính xem ra chưa phần thắng bại, nổi lên tính phức tạp và dễ tổn thương của bộ tứ. Cuối cùng bài báo nhắc đến lời cảnh báo lạnh giấy của Đức. Nếu Tổng trọng vẫn cho quân làm ẩu, chắc chắn Đức và châu Âu sẽ nâng Việt Nam lên thành nhà nước khủng bố nếu xảy ra vụ bắt cóc thứ hai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đề với bản tin Liệu Tô Lâm có dám sang Đức bắt cóc lần hai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và Facebook của Thời Báo .de để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo .de